Hôm nay làm tranh tô màu nha. Thì hôm trước mình cũng đã nói mình là hệ yêu mèo nên mình đã chọn bức tranh hình con meo meo. Một bộ như thế này đã gồm đầy đủ cho các bạn yên tâm sáng tạo luôn. Gồm một bịch ốc và nước bảo vệ tranh và nguyên một bịch màu sơn heo số và có tận 3 cây cọ luôn. Một bức tranh nháp nữa nè. Đầy đủ dụng cụ rồi, bây giờ bắt tay vào làm thôi. Luật chơi rất đơn giản, ô màu số 1 thì các bạn cứ tô lọ sơn số 1 lên nữa là xong và cứ như thế cho đến hết bức tranh. Mà sorry không ngờ tô quệt ngoạc vậy mà rốt cuộc cũng ra được nguyên bức tranh hình con meo meo luôn nha. Để không bị lem màu thì mỗi lần thay màu khác thì Sori sẽ rửa cọ thịt sạch. Bữa nay trời đẹp đem bức tranh ra ngoài vườn để tô. Trời ơi, nó chiêu dã man luôn, nhưng mọi người đâu có biết được rằng tôi bất ổn cỡ nào. Và Sori đã hoàn thành bức tranh này sau 2 ngày. Nhưng mà mình thấy còn cái miếng nháp này không lẽ bỏ và còn dư màu rất là nhiều nên quyết định là tô luôn cái bức tranh nháp này. Yeah. Và cứ thế Sori mất thêm 2 ngày để hoàn thành bức tranh nháp. Nhưng mà Sori cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ lọc em nó cho cái khung tranh này. Không chỉ mình có một bức mà mình có tận 2 bức. Bạn làm được không?